Thân ái chào quý vị và các bạn. Chương trình Sống Khỏe hôm nay chúng tôi xin nói về công dụng của cây hoa lài. Cây hoa lài thuộc dạng thân bụi nhỏ, phân nhiều nhánh cao từ 0,3 đến 1 mét, cành non nhỏ có lông mềm, lá có màu xanh đậm, bóng và dày, lá dài từ 3 đến 7 cm và rộng từ 2,2 đến 3,5 cm. Lá đơn không xẻ thùy và có hình bầu dục hoặc trái son. Gân lá gồm những gân chính xếp sau le và những gân phụ nối với gân chính. Hoa nhỏ mọc thành từng chùm, thường mọc ở đầu ngọn. Hoa có màu trắng và có mùi thơm. Một bông gồm rất nhiều cánh hoa. Hoa còn có là lá bắc bao dưới hình sợi. Quả nhỏ màu đen, hình cầu được bao bởi đài hoa. Quả cửa hoa lài có hai ngăn đường kính 0,6 cm, rất hiếm khi nhìn thấy quả vì khả năng đậu quả của cây này rất kém. Là loài ưa sáng, ra hoa từ cuối tháng 5 đến tháng 7, ra quả vào tháng 7 đến tháng 9. Thành phần hóa học của hoa lài: trong hoa lài có chất béo thơm chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Tác dụng của cây hoa lài: cây hoa lài có rất nhiều công dụng trong cuộc sống. Ở một số nước người ta vẫn thường dùng hoa lài để ướp trà. Bạn chỉ cần chọn một bông hoa lài đang nở và cho vào ấm trà của mình thì bạn sẽ có những tách trà thơm ngon đậm đà. Ngoài tác dụng ướp trà, người ta dùng cây hoa lài để làm cảnh vì cây có dáng đẹp, hoa thơm làm đẩy lùi cảm giác khó chịu, là một trong những cây phong thủy đem lại tài lộc cho gia chủ. Hoa lài là một trong những loài hoa được chiết xuất làm nước hoa. Trong đông y, người ta dùng lá, hoa, rễ của cây hoa lài làm thuốc. Lá cây có thể thu hoạch quanh năm, hoa thì nên thu vào lúc hoa mới nở, tất cả đem về phơi khô và dùng dần. Hoa lài và lá cây lài có vị cay, ngọt nhưng lại có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tốt cho xương khớp. Vì vậy, nếu bạn là người máu nóng hay nổi mụn hay bị nhiệt thì bài thuốc từ hoa lài sẽ là rất tốt cho sức khỏe của các bạn. Không chỉ có lá và hoa lài có thể dùng làm thuốc mà còn rễ cây lài cũng có thể làm dùng thuốc chữa bệnh. Ngoài rễ có vị cay ngọt, chuyên trị thanh nhiệt giải độc, còn có tác dụng trấn thông. Tuy nhiên, trong rễ hoa lài có độc nên cần phải có các bước xử lý chất độc trước khi chế biến dược liệu. Rễ cây chuyên trị mất ngủ, điều trị vết thương do ngã. Lưu ý chỉ nên dùng bên ngoài vì rễ có chất độc. Sử dụng cách sử dụng rễ hoa lá tổng từ 3 đến 6 gram dùng cho vết thương bị ngã không xây xát. Bài thuốc chữa bệnh từ hoa lài: trị đau mắt, đun nước sôi rồi thả 6 gram hoa lài vào, dùng nước này để ấm và rửa mắt hoặc có thể để nóng để xông mắt. Có thể kết hợp cùng một số vị thuốc khác như kim ngân trộn với một ít nước này với lòng trứng trắng và đắp vào ngoài mắt. Trị mất ngủ: nếu bạn bị những cơn khó ngủ hành hạ thì bài thuốc trị giấc ngủ từ rễ cây hoa lài sẽ đem đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Dùng từ 1,5 gram rễ hoa lài để uống. Vì trong rễ cây hoa lài có chứa một lượng nhỏ chất độc nên bạn không nên lạm dụng vì quá liều có thể gây ngộ độc. Trị cảm lạnh sốt: chỉ cần 3 gram hoa lài và 6 gram lá trà xanh có thể khắc phục cơn sốt của bạn. Có thể cho thêm 1 gram cam thảo, thảo quả để hiệu quả cao hơn. Trị rơm sảy, ngứa ngáy: lấy lá cây hoa lài rửa sạch rồi vò nát với nước tắm, có thể dùng chung với lá khế để có tác dụng tốt hơn. Dùng được cho cả trẻ em và người lớn. Trị đau bụng tiêu chảy: hoa lài tươi 6 gram cộng hậu phúc, hậu phát và sơn trà sắc nước uống sẽ triệt để đau bụng và tiêu chảy, giúp lành vết thương gãy rạn xương đau nhức. Rễ lài bóc lấy vỏ có thể dùng kèm với lá của cây cà độc dược, mỗi loại một nắm nhỏ và cho vào giã, không giã nát, sau đó sao với rượu hoặc giấm rồi đắp và bó lên chỗ đau, làm da đẹp, tăng tràn sức sống. Với chị em phụ nữ, làm đẹp là nhu cầu cần thiết. Ai cũng muốn có một làn da trắng sáng, căng tràn sức sống. Bạn hãy thử làm mặt nạ từ nước hoa lài và lòng trắng trứng.
đắp hỗn hợp lên mặt sau 15 phút rửa sạch. Lặp lại vài việc này hàng ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình. Trị ho ra máu, giả nát qua lài rồi thêm mật ong vào và uống. Khó tiểu tiện, đái gắt, sắc nước có thành phần từ hoa và mật ong. Uống vào sẽ có tác dụng tức thì. Vì qua lài có tính thanh nhiệt và mà đái gắt do cơ thể bị nóng trong. Chữa đau lưng, đau gối, chân không có lực. Lấy một lạng qua lài hầm với ba lạng chân giò heo, ăn cả cái và nước. Trị kinh nguyệt không đều, rễ qua lài phơi 3 lần sắc lấy uống. Thay nước lọc sẽ giúp khí huyết lưu thông, giúp vòng kinh nguyệt đều đặn trở lại. Trị lở loét ở trẻ nhỏ, rửa sạch mủ bằng nước sôi để nguội rồi lấy lá hoa lài đã giã nhỏ đắp lên vết loét, giúp giảm cân. Cân nặng là mối lo của nhiều người. Có thể có quá nhiều cholesterol sẽ tiềm ẩn rất nhiều loại bệnh nguy hiểm. Để giảm cân, bạn chỉ cần khoảng 20 bông hoa lài cộng với một khối đậu hũ. Rửa sạch hoa lài bằng nước mỗi sau đó. Rửa sạch hoa lài bằng nước muối, sau đó để ráo, cho đậu thái miếng vào chảo rán đều hai mặt, sau đó thả hoa vào chảo, thêm dầu và xì dầu vào đảo đều. Thêm nước rồi đun nhỏ lửa trong vòng 3 đến 5 phút. Chữa viêm tuyến vú, lấy một nắm lá hoa lài rửa sạch với nước rồi giã và đắp lên vú. Có khả năng ngăn ngừa ung thư. Theo một nghiên cứu cho thấy, trà hoa lài có khả năng ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt do có chứa chất làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư, tăng cường đề kháng cho cơ thể. Trà hoa lài có tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn, mà vi khuẩn và một số vi sinh vật khác lại gây hại cho cơ thể con người, nên hoa lài góp phần tăng sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại bệnh một cách tốt hơn. Kích thích tình dục. Cách chăm sóc hoa lài có thể nhân giống bằng cách bằng thân hoặc ngâm cành già, nên trồng vào tháng 2 đến tháng 4 vì khi đó tiết trời ấm áp tạo điều kiện cho cây phát triển tuyệt đối. Cây dễ trồng, ít sâu bệnh, không nên trồng nơi có ánh sáng mạnh. Sau mỗi đợt hoa nên cắt và tỉa cành, bón thúc để cây phát triển vượt trội hơn vào mùa hoa tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.